Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cái máy BCS32M. Cái máy này là nó là 32cc nha các bạn, Maruyama 32cc, bê tông 38 ly. Với tình trạng máy rất là đẹp các bạn. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha. Chụp giật trợ lực rất là đã luôn, máy mới tinh luôn. Thì như các dòng máy Maruyama thì nắp xăng kính nha, không có lỗ hơi, nó có thiết kế lỗ hơi riêng nha các bạn. Máy rất là đẹp luôn, BCS32M. Nó chạy cái chế quạt khí Wanro, chế quạt khí tự động của Nhật. Chế quạt khí Wanro các bạn. Wanro của Nhật. Chế quạt khí tự động. Rất là đẹp các bạn. Xem chế quạt khí rất là mới luôn, tinh, Nhật bản nguyên bản nha các bạn, không có độ chế, không có thay đổi cái gì hết, nguyên bản, nguyên zin luôn, made in Japan luôn, made in Japan luôn các bạn, rất là đã luôn. Có logo của Maruyama luôn, made in Japan. Rồi, máy rất là đẹp luôn. Cần lắp đây các bạn, cần lắp này ti vuông nha các bạn, xài rất là bền. Đầu trên này liền nha các bạn, đầu trên này răng, đầu dưới này là vuông nha các bạn, xài siêu bền luôn. Nếu các bạn nào mà đã từng sử dụng qua máy cắt cỏ thì các bạn biết ở trên này là liền nè, trên này là răng nè, không bao giờ có cơ hội nào tuôn ở trên này. Ti mình nói về riêng cái ti với cái tâm nha các bạn, này là răng, ở dưới này là vuông, thì các bạn nghĩ đi, răng với vuông thì xài nó bền, siêu bền luôn. Đầu trên găng, đầu dưới vuông, siêu bền luôn. Thường các dòng Maru nè, tum trắng này là đều ở trên này liền hết các bạn. Liền có nghĩa là răng mắt, răng, ti răng, đầu trên răng, đầu dưới vuông, siêu bền luôn. Máy rất là đẹp các bạn, đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Lỗ hơi nó thiết kế sâu trong này các bạn, nó lỗ hơi màu trắng đó các bạn, rất là đã luôn. Wanro, Wanro, xem phía dưới rất là đẹp. Nó sở hữu một cái tay ga giữ nha các bạn. Mình kết cái dòng Maru, tay nắm cực kỳ êm, bền, siêu bền luôn. Chắc chắn, rất là dai, rất là trắng, không bị nứt, không bị... Rất là chắc chắn, không bị nứt nha các bạn. Rất là bền, êm. Có thiết kế công tắc ở đây luôn. Đây nó bị chảy các bạn, chảy xước. Đây nó cũng còn made in bit em, dòng bit em Maruyama, trắng cỏ zin luôn nha, cùi zin luôn,
Cùi này mình nhắc lại nha. Cùi vuông, ti vuông, siêu bền luôn. Có chống dính cỏ nè các bạn. Khích cháy luôn. Chống mài mòn, chống mài mòn, chống dính cỏ. Đó đủ, đầy đủ. Cùi zin, cùi vuông. Đây các bạn, nè, các bạn thấy không? Logo của Maru Yangma nè, chữ M nè. Này nó bị lên ten, nó vàng. Mình rửa nước đó các bạn, nó bị lên ten vàng. Đẹp từng chi tiết luôn các bạn. Zin 100%. Không có gì lai vô hết các bạn. Để mình test thử cho các bạn nghe xem nha. Dòng trợ lực này cũng đã lắm các bạn. Đầu tiên mình bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng lên ga, đóng e, nhưng mà này nó đã lên xăng sẵn rồi. Giật là nổ thôi. Đây cái dây này nó có đánh dấu nha các bạn. Nó đánh dấu. Đánh dấu mình kéo ra tới điểm xanh này là buông vô là nổ các bạn. Đây nó điểm xanh này các bạn. Điểm xanh nè. Nè, điểm xanh nè, buông vô. Kéo từ từ, không cần phải gấp gáp gì tới điểm xanh đây nè các bạn. Nổ rất là đâm luôn. Ra khói rất dữ các bạn. Mình pha nhớt theo tỷ lệ của mình là 60cc trên lít đó các bạn. Mà nó ra khói rất là dữ. Chứng tỏ là hệ thống sơ mi bê tông nó còn rất là tốt luôn. Nó không ăn nhớt các bạn. Nếu cái máy mình cũ, mình pha nhiều nhớt mà nó vẫn không ra khói các bạn, đó là nó đã ăn nhớt rồi. Ăn nhớt là khi nổ nó lọt xuống các te hết, nó không bắn ra ngoài, cho nên mình pha rất là nhiều nhớt nhưng mà mình không thấy ra khói. Chứng tỏ là hệ thống sơ mi bê tông mình nó đã bị mòn rồi các bạn. Còn cái máy nào mà nó còn sơ mi bê tông nó còn tốt, nó không ăn nhớt ha. Các bạn chỉ pha một lượng nhớt nhỏ thôi là nó ra khói mịt mù luôn. Là nó chưa ăn nhớt. Mình nhắc lại nhiều lần rồi nha. Động cơ hai thì không ra nhớt là không ra khói là dở. Động cơ hai thì không ra khói là dở. Nhưng ngược lại động cơ bốn thì ra khói là bỏ luôn. Động cơ bốn thì không được ra khói. Động cơ hai thì không được không ra khói. Nó ngược lại vậy các bạn. Nếu mà động cơ bốn thì mà ra khói là nó đã ăn nhớt. Còn nếu động cơ 2 thì mà nó ra khói là nó chưa ăn nhớt. Nó có bao nhiêu nhớt nó đẩy ra bô xả hết. Cho nên khói rất là nhiều. Là nó chưa ăn nhớt. Còn khi nó ăn nhớt rồi, khi mà nó nổ rồi là nó lọt ngang cái bộ bạc của bạn. Nó lọt nhớt xuống dưới các te. Nó động tồn động dưới ghiếc cái máy của bạn rất là dơ luôn. Mà nó không ra khói. Mặc dù bạn pha rất là nhiều nhưng mà nó không ra khói. Là chứng tỏ là cái hệ thống sơ mi bê tông của mình nó đã bị rơ rồi các bạn. Nó không còn kín nữa cho nó ăn nhớt. Mà miễn nó ăn nhớt thì nó không bắn khói ra bô các bạn. Động cơ 2 thì nó ngược lại với 4 thì.
Rực, dịch rất là đã các bạn. Nè, kéo từ từ ra tới điểm xanh nha. Buông vô. Dịch lẹ cũng chạy, dịch chậm cũng chạy các bạn. Nè, chưa tới điểm xanh nó cũng nổ. Nhưng mà nhà chế tạo ta khuyến cáo dịch tới điểm xanh nha các bạn. Đây, tới điểm xanh nè. Rồi, cái video mình test cái máy Maru Yanma BCS32M đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.